Ê, mình xin chào các bạn nha. Chiều hôm nay thì mình có làm một video đang bán giùm cho một khán giả ở Cao Lãnh Đồng Tháp nha bà con. Thì khán giả này có bán một con bò pháp kem thịt với bốn con bò ba b là lợi. Thì em ấy chỉ gửi video hình ảnh mình chỉ là video mình đăng thôi nha. Giá cả thì em nói là cái con ba b xin lỗi là cái con pháp kem thịt đó là em bán 50 triệu ha. Còn bốn ba b thì em bán là 180 triệu. Thì bà con nào muốn mua thì vào đó thì có số điện thoại để trên màn hình đó. Thì tỷ như muốn mua thì thương lượng giá cả nha. Cái này mình làm video mình đang dùng em đó thôi. Bây giờ mình mời con xem bò nha. Đợi tao một chút. Kêu nội mặc đồ đi. Cái liền hơn không đi đồng. Ông mặc đồ đi trước bên đây.